Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, ở qua kênh Losers của chúng ta đã có mặt chính thức bên server chính rồi các bạn ha. Ngày hôm nay thì không biết nhiều bạn trải nghiệm cái con này tới đâu rồi. Hiện tại thì theo thông tin mình cập nhật được của rất là nhiều người trải nghiệm cái con ở qua kênh Losers thì cho ra một cái kết quả vô cùng khả quan, đó là con ở qua kênh Losers này rất mạnh các bạn, đặc biệt là trong BBB. Thì trong BBB hiện tại cái con Awakened Lucid nó cho ra cái sức mạnh tuyệt đối của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ mượn cái con Awakened Lucid để chúng ta đi map cho cái ạc newbie. Xem thử đối với một cái ạc newbie thì Awakened Lucid nó sẽ cho ra cái kết quả tốt tới đâu các bạn nha. Các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng con này để đi map nha. Rồi, sau khi thuê về thì mình có một con Awakened Lucid bậc vàng và level 60. Cái level của con tướng chúng ta mượn nó sẽ tương đương với cái con tướng thấp nhất trong cái pha lê. Về cơ bản thì giai đoạn newbie thì nó có một cái đó các bạn. Do đó thì hầu như nó rất khó để phát huy toàn bộ sức mạnh của tướng. Do tại vì gần như là cái con tướng mà mình mượn về nó là cái cấp độ thấp nhất. Và nó cũng là cái con tướng mà có level thấp nhất luôn các bạn. Awakened Lucid mình mới level 60, mới vào thì đã bị đi khá là nhanh. Rồi, để mình thử mở một ít tài nguyên, xong rồi mình nâng đều cấp thêm một vài con tướng nữa để cho cái cấp độ con Lucid mình nó cao hơn một xíu. Xem thử nó trụ lâu hơn trong meta, trong trận chiến không nha các bạn. Chứ tầm này thì chết sớm quá, level 65. Và vậy mình phải nâng thêm một cái con Jerome nữa thì nó mới kéo theo cái level của con Lucid. Rồi, Lucid lên được level 65 và mình sẽ bắt đầu nâng đều nha. 68. Nó cao hơn một xíu thì chúng ta mới có cái để chúng ta trải nghiệm các bạn. Chứ còn mà nó dễ chết quá thì chúng ta sẽ không thấy được sức mạnh của vị tướng này. Ok, level 70. Con này cũng lên 70 ha, mình sẽ nâng đều. Rồi, 73. Chúng ta lại bị thiếu vàng các bạn, tầm này thì mình sẽ bắt đầu thử nha. Con này thì bậc càng cao nó mới càng mạnh, hiện tại mới chỉ bậc vàng, xem thử nó tăng được tới đâu. Dựng lên một tấm khiên rất dày cho bản thân. Rồi, tạo ra cái chiêu nộ và tấn công toàn bộ khi địch. Về lượng đam mình nghĩ nó sẽ không so lại được với con Simona đâu. Tại vì cơ bản là còn trên rất là nhiều. Cấp độ 70 với cấp độ 100 là trên khá là nhiều các bạn. Do đó thì chúng ta chưa thấy được sức mạnh con Lucid. Nhưng mà tầm này càng càng tăng được là cũng khá ổn các bạn ha. Kẻ địch đã là level trên 100 và bậc toàn là bậc vàng khóc rồi. Hiện tại chênh lệch với con tướng của mình đang là khá cao các bạn. Rồi, nhưng mà Lucid vẫn đủ trâu để tấn công toàn bộ cái địch bên phía bên kia. Kết hợp chung với team mình đang hành team địch khá là ngon các bạn. Mình vừa lắp cái bộ sưu tập cho tướng nên nó rất là mạnh. Chỉ có điều là con Simona mình chưa có bộ sưu tập thôi. Simona của mình mà lắp thêm được bộ sưu tập vào nó sẽ càng ngon hơn nữa các bạn nha. Thoran và cái con Tamrat đã chết. Tuy nhiên thì con Lucid vẫn còn đó các bạn. Cho thấy là nó cũng là con tướng khá là trâu. Tamrat nhảy vào, kéo đối phương. Rồi, Lucid khiên chưa đủ dày để cho nó trả lại cái hồi máu các bạn. Giá trị khiên phải dư thì nó mới trả lại được máu. Mà như nó chưa kích hoạt cái kỹ năng đó rồi. Mới level 70 nó chưa kích hoạt full bộ kỹ năng. Nhưng mà chúng ta cũng đã có kỹ năng ở qua kình của con Lucid các bạn. Team mình còn sống đủ luôn ha. Bấm vào đây. Đó, cái lượng đam của con Simona vẫn hơn. Thì tầm này con Simona đang vượt trội hơn các bạn. Tại level nó đang trên nhau rất là nhiều. Ạc nào mà chúng ta đã vào pha lê rồi á thì các bạn mượn tướng về các bạn trải nghiệm thì nó sẽ thấy được chính xác sức mạnh của con tướng mà các bạn mượn. Còn khi chưa vào pha lê tại vì
cấp độ của con tướng đó sẽ là cấp độ thấp nhất và bậc nó sẽ là bậc trung bình, nên khó có thể thấy được toàn bộ sức mạnh của tướng các bạn. Nhưng mà tầm này cũng thấy là đối với giai đoạn newbie các bạn thì mượn cái con Lucius 3 ngày nó kéo cũng rất ổn các bạn ha. Nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn không nên mượn sớm. Nếu mà team của các bạn vẫn đủ lực leo thì mình khuyên các bạn không nên mượn sớm ha. Tại vì khi mượn sớm như thế này thì nó không phát huy được hết sức mạnh của con tướng của các bạn mượn, rất là phí. Khi nào mà các bạn đang gặp khó khăn, các bạn kẹt map và các bạn cần sự hỗ trợ của con Awakened Lucius thì các bạn mới nên mượn. Mượn sớm quá thì nó khá là uổng các bạn. Tại vì trong vòng 3 ngày nó sẽ hết hạn. Trong 3 ngày này thì yêu cầu các bạn phải cày cực lực để các bạn tận dụng tối đa cái lợi thế khi các bạn mượn tướng về. Thì như vậy thì nó mới phát huy được toàn bộ cái sức mạnh cũng như là cái lợi ích mà khi các bạn mượn cái con tướng này về ha. Ok, theo đánh giá nhanh của mình cũng như nhiều bạn đã comment thì cái con Awakened Lucius này rất mạnh trong PvP. Về trong boss thì để mình sẽ up xem một cái video sau để xem thử cái vị thế hiện tại Lucius tới đâu. PvP thì chắc chắn khẳng định được vị thế nó rồi đó các bạn. Con này là một con tướng có rất là nhiều đam, công thủ toàn diện có rất là nhiều đam. Đặc biệt là khi đánh cùng với những con tướng mà cùng cấp độ, cùng level với mình, nó sẽ cho thấy cái sức mạnh vượt trội của mình ha. Team không có Lucius và team có Lucius nó sẽ là khác biệt một trời một vực nha các bạn. Còn về newbie hỗ trợ leo map thì mình thấy tầm này cũng khá ổn các bạn. Tăng cơ khá ổn để cho cái con Simone phía sau nó thoải mái gây đam. Tất nhiên là hiện tại thì chúng ta thấy nó đang tăng tốt hơn con sư thường nha. Bất tử chỉ trong vòng 7 giây thì hiện tại Lucius nó tồn tại nhiều hơn cái thời gian bất tử con sư thường như các bạn thấy. Vừa boost thêm khiên mà vừa gây được đam nó rất là ổn các bạn. Tồn tại tới 30 mấy giây, ngon hơn nhiều so với một con sư thường các bạn. Để xem khi mà cái lực chiến nó càng trên cao hơn nữa thì nó có bị sập hầm sập hố hay không các bạn nha. Có bị chết sớm quá hay không. Còn tầm này thì vẫn cho thấy nó khá là ngon các bạn. Ok, boost khiên, nổ và ghi đam. Nổ liên tục luôn các bạn. Với sự hỗ trợ của Awakened Lucius mình có thể là bào, hy vọng là mình bào sớm sớm lên được map 2x các bạn. Trong vòng đêm nay các bạn nghĩ bào lên nổi map 2x hay không? Nếu mà mình summon ra những con tướng mà mình cần thì cái tỷ lệ mình ra được cái bậc cao, ví dụ như giờ mình up được một con tướng bậc A, mình thuê con Rem về kết hợp chung với con Lucius và con Ivan thì mình nghĩ mình leo map khá là ổn, tốc độ leo map cũng nhanh các bạn. Nếu mà su cà na quá ra toàn những con tướng đâu đâu và không lên nâng được bậc cao thì cái điều này khó nói ha. Hôm trước thì có một bạn nhắn tin hỏi mình, đó là bạn cũng có nạp khá khá nhưng mà tại sao bạn chơi 3 ngày mới map 13, còn nhiều người khoe 3 ngày 2 ngày đã lên map 2 mấy 3 mấy 30 rồi. Thì một phần là do có thể là nhân phẩm của bạn kém quá. Về các bạn game này, nếu mà các bạn xâm nhiều cái con tướng giống nhau càng nhiều càng tốt, các bạn tăng được bậc A một sao càng nhanh thì các bạn sẽ có sức mạnh vượt trội leo map trong giai đoạn đầu. Nói chung là các bạn tăng được cái bậc tướng càng cao á thì chúng ta càng dễ chơi trong giai đoạn đầu các bạn. Còn nếu mà su quá thân bậc tướng không có thì chịu. Rồi cái con CV kia nó nhảy vào, nó càng quét cái con Simona của mình. Nhảy vào nó dậm con Lucius một cái và con Ivan một cái, Ivan đi. Lucius cũng tăng không nổi với nó các bạn, đã đi. Rất hên là khi Ivan nhập thể cái con Simona, nó làm cho cái con tướng kia chạy loạn trọn và chúng ta có thêm thời gian để gây đam. Nếu không thì team mình cũng đi ha. Chém 3 chém xong lao vào, có chiêu nổ, bật chiêu nổ lên. Vừa xài chiêu nổ kết hợp chung với những đợt sóng của Simona và cái chuông lắc lắc gây rất là nhiều đam cho khi địch, còn Tam Rết ở bên kia vẫn quấy rối liên tục ha. Nhảy vào dậm ta tới đây cùng với cái chiêu sử dụng dây móc của mình đã kéo rất là khó chịu các bạn. Rồi nhìn cái con Niru nó trâu kìa. Ôi dồi,
Nhìn có vẻ no hốt quá các bạn, trâu thế. Ok rồi, hy vọng là các bạn newbie có thể thuê cái con Lucet này về và cảm nhận sức mạnh của vị tướng này hỗ trợ các bạn leo map trong giai đoạn đầu ha. Rồi và lời khuyên của mình thì cơ bản thì nếu mà các bạn sắp xếp được thời gian đầu tư nhiều vào thời gian trong lúc các bạn mượn tướng á, thì các bạn có thể nên mượn sớm, còn không thì chúng ta nên sử dụng cái bộ form mà các bạn đang sử dụng khá là ổn để các bạn leo. Rồi khi nào các bạn thấy thật sự cần thiết thì các bạn mới mượn tướng, như vậy thì nó sẽ tối đa được cái lợi thế lợi ích khi mà các bạn mượn cái con tướng ở Hoa Kình về để chúng ta xài, tại vì các bạn chúng ta chỉ có 3 ngày thôi các bạn. Rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.